chào quý vị và các bạn đã trở lại với iCamera. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một thiết bị mới, một thiết bị vô cùng độc đáo. Một thiết bị đi kèm cùng với chiếc GoPro, đó là chiếc cá kẹp chân rệp. Tại sao tôi lại gọi nó là chiếc cá kẹp chân rệp? Như các bạn đã thấy thì chiếc cá kẹp này có thiết kế dạng chân rệp như thế này. Các bạn có thể dễ dàng xoay, chuyển hoặc là để cong, uốn theo các góc chụp và các cảnh quay mà các bạn mong muốn. Chiếc cá kẹp này thì được thiết kế gồm 3 phần, đó là phần kẹp, phần chân rệp và phần mao. Phần mao này có thể giúp các bạn gắn trực tiếp GoPro lên như thế này mà không cần các khớp xoay, rất chắc chắn. Phần chân kẹp thì sao? Phần chân kẹp thì cũng rất chắc chắn và thiết kế to bản như thế này, các bạn khó có thể nào mà bẻ hoặc làm cho cái chân kẹp này thoát khỏi vị trí mà nó đang kẹp lên. Chiếc chân kẹp này được làm bằng chất liệu là nhựa cứng rất bền và không bị ảnh hưởng gì khi các bạn xoay quá nhiều như thế này, không hề có một tác động gì hết. Đây quả là một thiết bị tiện lợi, hữu ích cho những người chơi GoPro. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là để đặt mua sản phẩm, các bạn có thể truy cập trang web icamera.vn hoặc liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.